Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chương uh, ngày hôm nay. Như vậy là cái nhịp hồi của Bitcoin trong vài ngày vừa qua đã khiến cho thị trường tạm thời là thoát khỏi cơn bão panic sell lần đầu tiên trong năm 2024. Vậy thì điều gì đã khiến cho cái đà phục hồi này của thị trường uh, tốt như vậy và đây có phải là một cú hồi phục uh, trong dài hạn hay không thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thông tin trong ngày hôm nay. Ok, đầu tiên nếu mà chúng ta nhìn qua trò của Bitcoin trên khung ngày thì hôm qua giá của Bitcoin đã đóng một cây nến xanh phun lực khoảng hơn 14% từ mức giá là 54.700 lên mức là 62.600. Các bạn có thể thấy rằng là khi mà Bitcoin rơi xuống dưới vùng 50.000 thì ngay lập tức là sẽ có phe mua đẩy giá của Bitcoin quay trở lại chiếm như thế và dường như là đang có một ai đó đang muốn cho Bitcoin sideways quanh khu vực từ 50 cho tới 70.000 trong suốt những tháng vừa qua. Các bạn có thể thấy là khi mà Bitcoin Vượt qua vùng 70.000 thì ngay lập tức là giá cũng bị đè xuống và khi Bitcoin bị rơi xuống dưới vùng 50.000 thì ngay lập tức là cũng đang có sự hồi phục lên. Thì cái đà tăng hồi phục này của Bitcoin chỉ mất tầm khoảng 3 ngày để có thể hồi phục được khoảng 26% từ cái mức giảm thấp nhất là 49.600 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8. Thì uh, giải thích cho cái nhịp hồi phục này nếu mà chúng ta nhìn theo phân tích thuật ấy, thì uh, sau khi mà có một cái nhịp giảm mạnh xuống vùng 49.000 thì các bạn thấy rằng là giá Bitcoin uh, bị cản bởi những cái đường hỗ trợ hợp lưu uh, của biên bên dưới đường trên này giảm và đáy cũ đúng không ạ? Và cái sức mạnh của đường trên này giảm thì cũng đã được kiểm chứng khi mà nó đã tạo thành uh, từ những cái nhịp điều chỉnh uh, cũng như là hồi phục từ trước đó rồi. Vậy nên giá của Bitcoin được đỡ ở cái vùng này Uh, cũng khá là hợp lý nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ là phân tích thuật bên cạnh những cái mưu mà mình vừa mới chia sẻ ở phía trên. Tuy nhiên ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên uh, quá là lạc quan khi mà hiện tại thì cái nhịp hồi phục này ấy, nó vẫn còn đang đối mặt với rất nhiều những cái vùng cản mạnh ở phía trước. Cái vùng cản đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất, đấy chính là cặp đôi EMA 34 và 89. Thì cái nến ngày hôm qua mặc dù là có một cái nhịp tăng rất là mạnh, tuy nhiên thì nến nó đã uh, đóng với một cái nhịp rút dâu nhẹ khi mà chạm đến cái vùng cản kháng cự EMA này và nhìn vào cái lần hồi phục trước ấy, thì giá của Bitcoin cũng phải tương đối là vất vả mới có thể phá qua được hai cái đường EMA này. Do đó thì trong ngắn hạn mình nghĩ rằng những cây nến ngày cuối tuần sẽ tương đối quan trọng để chúng ta có thể xác định xem xu hướng của Bitcoin ở trong ngắn hạn như sắp tới là như thế nào. Uh, tuy nhiên thì sau ba cái đợt điều chỉnh giảm lớn kéo dài suốt từ tháng 3 cho đến hiện tại, thì uh, các bạn thấy rằng là những bạn nào mà đang uh, đầu tư altcoin cũng khá là e ngại khi mà bitcoin cũng đang tiếp cận lại cái biên bên trên của này giảm. Ai mà hold bitcoin thì có lẽ là cũng không thực sự là quá uh, lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì bitcoin vẫn đang sideways trong những cái vùng giá rất tốt. Tuy nhiên thì với những cái người hold altcoin thì các bạn thấy là trong thời gian vừa rồi cũng một số những altcoin cũng đang giữ được giá tương đối ok so với vùng giá đáy nhưng một số ăn coi thì cũng đang uh, tìm đáy mới thế nên là mọi người cũng đang khá là căng thẳng trước cái việc là thị trường uh, có thể là hồi phục nhẹ nhưng mà khi mà bitcoin điều chỉnh thì toàn bộ thị trường ăn coi cũng sẽ có thể là điều chỉnh theo thì các bạn nên chuẩn bị trước tinh thần khi mà tháng tám và tháng 9 sẽ có thể là Bitcoin sẽ tiếp tục chứng kiến mức tăng trưởng âm bởi vì trong quá khứ như mình đã chia sẻ với mọi người trong những cái video trước hai tháng này sẽ là hai tháng tương đối xấu của thị trường và cũng là hai cái tháng gần như là thanh lọc cuối cùng trước khi mà chúng ta thường sẽ đến với cái sóng tăng trưởng chính trong giai đoạn cuối năm chưa ạ à, nếu mà chúng ta nhìn vào chặt của Bitcoin dominant thì các bạn có thể thấy rằng là cái nhịp hồi phục vừa rồi đã đưa Bitcoin dom tiệm cận lên vùng 57,4% và nếu như các bạn nhìn rộng ra thì đây là mức Bitcoin dom cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020, tức là đã đạt đỉnh mới trong vòng 4 năm trở lại đây. Và cái việc Bitcoin Dom tăng trưởng mạnh như vậy nó cũng thể hiện rằng là dòng tiền đang được tập trung chủ yếu vào Bitcoin. Nhưng đây lại là cái điều mà không có lợi cho coi vì khi mà Bitcoin Dom tăng cũng có nghĩa rằng là cái thị phần của các coi ở trên thị trường cũng sẽ bị giảm. Và điều này cũng được chứng minh bằng việc là mặc dù Bitcoin có những cái nhịp hồi phục tương đối tốt nhưng mà con thấy rằng là Ancoin tình hình chung là cũng sẽ hồi phục không đáng kể do là hiện tại có quá nhiều những cái dự án thế nên là dòng tiền nó không thể nào nó chia đều cho tất cả những cái dự án được Và chỉ số một số những cái an coi uh, top của một số mảng thì nó mới duy trì được cái đà hồi phục mà thôi vậy nên theo nhận định của mình thì khả năng cao ít nhất đến tháng 9 chúng ta cũng sẽ không nên kỳ vọng quá nhiều vào mức tăng trưởng của an coi mình nói điều này không phải nó uh, nói rằng là an coi sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng đơn giản là cái thời điểm uh, của chúng ta À, Đối với Ancoin thì mình cho rằng chưa phải thời điểm hiện tại, nhất là khi mà chúng ta đang có những cái thông tin uh, Panic Sell uh, cũng sẽ có thể làm cho thị trường điều chỉnh. Uh, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta cần phải kiên nhẫn và nếu như các bạn đang còn vốn thì đó sẽ là một trong những cái điều tuyệt vời để mà các bạn có thể phân bổ vốn trong thời gian sắp tới thì mình cho rằng là cái entry an coi của các bạn sẽ vô cùng là đẹp thì cái việc của Bitcoin có một cái đà hồi phục trong khoảng thời gian vừa qua thì chắc hẳn cũng không phải là một điều ngẫu nhiên mà nó cũng được tác động bởi một số những cái yếu tố thứ nhất đến từ các cái quỹ ETF thì các bạn thấy rằng là trong giai đoạn mấy ngày vừa qua thì đang có hàng triệu hàng trăm triệu đô đã được đổ vào Bitcoin cụ thể ở trên hình các bạn có thể thấy đây là dữ liệu được cung cấp bởi share về dòng tiền ETF của Bitcoin Spot thì sau 3 ngày liên tiếp bán ra hàng trăm triệu đô la bitcoin thì với những cái thông tin uh, vĩ mô uh, tiêu cực thì khiến cho thị trường crypto chiều trong biển lửa. thì trong hai ngày là ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng 8 thì các cái quỹ etf đã khởi động lại cái lực mua và đã có khoảng 230 triệu đô la được đổ vào bitcoin. tại đây thì hai quỹ có lực mua mạnh nhất vẫn là ibit của blackrock và btcvk của wisdom tree với tổng số tiền lần lượt là 209 và 129 triệu đô Riêng GBTC của Grayscale vẫn đang là ngoại lệ khi tiếp tục bán ra hàng trăm triệu đô la trong hai ngày giao dịch gần nhất và thậm chí con số này còn nhiều hơn cả 3 ngày panic sell trước đó. Mặc dù là chúng ta vẫn chưa rõ lý do tại sao GBTC lại bán xả số Bitcoin mạnh như vậy, tuy nhiên thì cũng có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn đó là cái nhịp hồi phục của Bitcoin cũng có sự tác động đến từ các nhà đầu tư phố quân và các quỹ ETF khá là nhiều. Thì các bạn thấy là trong hai cái ngày mà thị trường sụp đổ thì những cái nhà đầu tư phố quân họ cũng không bán xả quá nhiều Bitcoin và ETH như nhiều người vẫn nghĩ mà họ cũng đang là những cái nhà đầu tư mình cho rằng đầu tư khá là dài hạn và thậm chí là họ còn có những cái lực mua vào hàng trăm triệu đô la trong những cái ngày vừa rồi thì đó là một trong những cái tín hiệu mình cho rằng nó vô cùng tốt. Nếu mà chúng ta chuyển sang quỹ ETF của Ethereum thì các bạn có thể thấy rằng là trong hai ngày giao dịch gần nhất thì chúng ta nhìn thấy rõ được sự ảm đạm à, khi mà kết thúc những cái phiên giao dịch thì đang có dòng tiền âm à, tuy nhiên âm cũng không quá nặng là khoảng 23,7 triệu và 2,9 triệu đô. Cái điều mà mình chúng ta đang quan tâm đó là À, có đến gần một nửa trong số các quỹ này không có bất kỳ một giao dịch ETF-ETH nào trong 3 ngày gần nhất. Đây cũng là lý do tại sao mà dòng tiền vào đang không thể bù đắp nổi dòng tiền bán ra bởi quỹ ETH-E của Grayscale và khiến cho tổng dòng tiền của quỹ ETF-ETH kể từ khi ra mắt đang có mức âm là khoảng 390 triệu đô. Mặc dù chúng ta ban đầu đều đánh giá cái khối lượng và hiệu suất của ETF-ETH sẽ không thể bằng ETF của Bitcoin được, nhưng mà dòng tiền hiện tại đối với cả ETF ETH thì nó không thực sự là quá lớn nhưng nó cũng không phải à, quá nhỏ, dường như các nhà đầu tư phố Wall họ cũng đang muốn chia thêm vào ETH thôi chứ chưa thực sự là đầu tư nhiều vào ETF của ETH có lẽ là cái khái niệm ETH sẽ cần thêm thời gian để các nhà đầu tư phố Wall họ có thể hiểu được. Còn đối với cả ETF của Bitcoin thì họ à, khá là dễ để có thể hiểu nó là gì cũng như Bitcoin vẫn là đồng coin à, nổi tiếng hơn và cũng đang được các chính phủ à, cầm nhiều hơn. Vì vậy thì cái dòng tiền nó vẫn đang đổ vào Bitcoin nhiều hơn. Thì với nhận định của mình thì việc ETF ETH spot đang có hiệu suất không thực sự tốt trong mấy ngày vừa qua thì nó cũng có nhiều lý do khác nhau à, liên quan đến vấn đề thời điểm ra mắt nó cũng trùng vào cái đợt mà thị trường có những thông tin rất là tiêu cực đúng không ạ các bạn thấy là khi mà ETF ETH được ra mắt sau đó có vài ngày thôi thì thị trường tiếp tục đi vào cái tình trạng là panic sell do những thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô và ngoài ra thì như mình đã chia sẻ với các bạn thì các quỹ ETF nó cũng cần có thời gian để thích nghi À, chúng ta hãy nhớ lại ETF của Bitcoin cũng mất tầm khoảng một tháng thì mới có thể đẩy cho giá của Bitcoin tăng trưởng mạnh và thời điểm đó thì thị trường uh, cái động lực tăng trưởng nó tốt hơn bây giờ rất là nhiều do đó thì ETF của Ethereum mình cho rằng cũng sẽ cần thêm thời gian và với những các bạn nó còn đang đầu tư ETH thì mình nghĩ rằng các bạn hãy kiên nhẫn với cái khoản đầu tư của các bạn Ok, trước khi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì với các bạn có nhắn tin hỏi mình liên quan đến việc tham gia vào nhóm Telegram của AI Trading thì các bạn có thể tham khảo hai nhóm Telegram. Nhóm đầu tiên sẽ là nhóm Skepping, Bitcoin cũng như là Ancoin. Ở thời điểm hiện tại thì sóng của cả Bitcoin và của cả Ancoin đều đang rất mạnh để chúng ta có thể đánh lướt được những cái lệnh mà từ 80% cho đến khoảng một trăm phần trăm là những cái lệnh mà tương đối dễ để chúng ta có thể uh, tính toán cũng như là có thể lướt được trong những ngày này và những cái lệnh trung bình thì đang có tỷ roi tầm khoảng 50% phần trăm tùy theo từng lệnh. Ngoài ra nếu như các bạn đang giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn cũng có thể tham khảo nhóm scalping của AI Trading hiện tại thì các admin cũng đang cập nhật cho các bạn những cái tín hiệu cũng như những cái thông tin chi tiết liên quan đến thị trường vàng và ngoại hối ở trên nhóm telegram này thì cái đường link của cả hai nhóm này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia. OK, quay trở lại với cả với ngày hôm nay thì ở những cái thông tin dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật và những nguyên nhân tác động đến nhịp hồi phục của Bitcoin thì khi mà chúng ta xét dưới phương diện gọi là hợp đồng quyền chọn PUT và CALL option ấy thì các dữ liệu cũng đang cho thấy cái vùng giá 60.000 đô hiện tại là vùng max pen và nhà cái sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu như các bạn không biết ấy, thì mặc dù không phổ biến ở thị trường việt nam nhưng mà các nhà đầu tư đã quen với cái việc đánh future margin hơn so với việc sử dụng hợp đồng quyền chọn thì đây cũng là một cái ngách của thị trường và cũng đang được các nhà đầu tư quốc tế nhất là thị trường mỹ rất ưa chuộng giải thích nhanh thì cho các bạn có thể hiểu được ấy, thì một cái lệnh call có nghĩa là cái quyền chọn mua trong khi đó put là lệnh bán và một cái gọi khác đó là buy và sell Tuy nhiên thì bản chất của option đấy là chúng ta có thể mua khống và bán khống các loại tài sản với một mức giá cụ thể uh, tại một thời điểm xác định trong tương lai. Ví dụ như uh, mình dự đoán Bitcoin có thể lên được 100.000 vào cuối năm thì hoàn toàn mình có thể đặt trước một lệnh call option ngay tại vùng giá 60.000 hiện tại là sẽ có lời. Uh, như thống kê ở trên hình thì hiện tại đang có khoảng 300 triệu đô la hợp đồng quyền chọn sẽ đáo hạn vào cuối tuần này, tức là mùng 10 tháng 8 và nếu giá cứ duy trì ở mức 60.000 đô như hiện tại thì sàn sẽ là những người hưởng lợi nhất, giá market price trùng ngay với giá mark price của các nhà giao dịch call và put. Đây cũng có thể coi là một thông tin tham khảo có tính chính xác tương đối cao. À, nếu mà không có gì bất thường thì mình nghĩ rằng trong hai ngày cuối tuần, nhất là khi mà không có dòng tiền ETF từ phố Wall thì Bitcoin cũng sẽ không biến động quá nhiều, duy trì ở mức 60.000 để thanh lý các cái hợp đồng quyền chọn ở cái vùng mark price mình cho rằng cũng khá là hợp lý. Ok, ngoài những cái vùng giá mắc pen ra ấy, thì để các bạn có thể nắm được những cái vùng giá quan trọng để chuẩn bị cho những cái thời gian giao dịch sắp tới thì chúng ta sẽ xem một cái bản đồ về thanh khoản. Thì sau cái cục cross vào ngày thứ hai về đúng cái vùng hỗ trợ cứng 50.000 đô đã thực hiện một loạt cái lệnh thanh lọc và không chỉ đối với cả những cái người giao dịch future mà kể cả những holder yếu tay mình cho rằng cũng sẽ đã bị thanh lọc trong đầu tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có hai cái vùng thanh khoản tương đối dày các bạn sẽ cần lưu ý nhất là ai mà các bạn đang đánh scalping ngắn thì tham chiếu những cái số lượng trên bài nen thì đang có hai vùng thanh khoản mà trong thuật ngữ được gọi chính xác là vùng giá nam châm giải thích ngắn gọn ấy thì vùng giá nam châm là cái vùng thanh khoản mà giá có xu hướng sẽ tìm về trong một cái nhịp sideways ngắn hạn cũng trùng với vùng mà nhiều trader sẽ đặt stop loss. Nhìn lên biểu đồ thì hai vùng được ký hiệu bằng các cái giải màu vàng với khối lượng volume liquid cực kỳ lớn hiện tại đang ở mức là 60.400 và 61.600 và ở những cái vùng giá cao hơn uh, thanh khoản tương đối mỏng chỉ tập trung ở hai vùng giá nam châm như mình vừa chia sẻ và nếu đúng như lý thuyết thì ngay tại vùng giá nam châm kia sẽ có cái hiện tượng đảo chiều ngắn hạn các bạn uh, khi giao dịch scalping có thể nốt lại Điều này để tham khảo, nó không chính xác tuyệt đối 100%, nhưng cái tỷ lệ đảo chiều ở những cái vùng giá nam châm theo quan sát cá nhân của mình ấy, là tương đối là cao. Ok, cuối cùng trước khi khép lại video ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn một trong những cái chỉ báo khá hay đến từ CoinGecko về những cái cú crash trong thị trường trong quá khứ. À, những cái chuyên gia cũng chỉ ra rằng khác với thị trường chứng khoán truyền thống, đặc biệt là Nhật Bản, chứng kiến ngày thứ hai đen tối giảm điểm sâu nhất trong lịch sử thì riêng với Bitcoin đây chỉ là một cú sụt giảm nhẹ mà thôi. Đúng không ạ? Đó cũng là lý do vì sao mà trong chưa đầy một tuần giá đã break nằm trên EMA 200 ủng hộ cho một xu hướng có thể là tăng trưởng trong ngắn hạn và cũng đang duy trì khá tốt ở trên vùng 60.000. Uh, theo những thống kê uh, trong top 20 pha correction trong lịch sử crypto ấy thì cái cú chia nặng nhất có lẽ là vào thời điểm Covid tháng 3 2020. Các bạn nào mà đã xem kênh được khoảng thời gian tầm từ đó bây giờ thì chắc các bạn cũng uh, hiểu được cái thời điểm đó nó khắc nghiệt như thế nào và nó cũng khó khăn hơn thời điểm hiện tại khá là nhiều. Xếp thứ hai đó chính là cú crash vào tháng 9 của năm 2017 được gắn mác là sự kiện Trung Quốc cấm crypto. Đúng không ạ? Khi đó thì Trung Quốc cho rằng những cái đợt ICO là bất hợp pháp. À, trong khi đó ở phía Tây, nước Mỹ cũng không ủng hộ JP Morgan. Ngân hàng top đầu Hoa Kỳ cũng cho rằng Bitcoin là đồng tiền lừa đảo. Xếp thứ ba đó chính là cú sell in May vào tháng 5 năm 2021. Và còn khá nhiều những cái cú crash khác. Các bạn có thể thấy rằng là những cái cú crash uh, top 3 là 2020, đúng không ạ? 2017 và 2021 thì đều rơi vào trong cái giai đoạn thị trường đang... Uh, bước vào cái giai đoạn downtrend hoặc là đang trong cái uh, giai đoạn uh, tích lũy. Còn trong cái đà mà khi mà thị trường đang đi lên thì chúng ta cũng sẽ hiếm khi thấy thị trường giảm điểm sâu đến như vậy. Uh, đôi khi chỉ là tầm khoảng từ 15 cho đến 20 thậm chí là hơn 20% mà thôi. Và cái pha sụt giảm trong đầu tháng 8 vừa rồi thì nó cũng nằm trong top 20 những cái pha điều chỉnh lớn trong thị trường crypto. Nhưng nếu mà chúng ta so sánh với những cái đợt điều chỉnh uh, như 2017, 2020 thì mình cho rằng là nó cũng chưa thực sự là thấm vào đâu cả. Nên các bạn ở trong thị trường thời điểm đó thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái điều này vì vậy thì có cái câu kết luận rằng là cái cú điều chỉnh vừa rồi là một cú điều chỉnh nhẹ điều này mình cho rằng cũng có tính logic à, các nhà đầu tư panic à, hoảng loạn đa phần bởi vì là cái danh mục đầu tư của họ đa phần là hoan coi à, hoan coi thì chia rất là sâu Bitcoin thì đã vòng về 60.000 rồi nhưng an thì hiện tại rất nhiều đồng đang coi đang có những cái đáy mới và qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc trong mùa này cái việc phân bổ vốn đầu tư cho những cái đồng coi top đầu là một trong những cái điều uh, vô cùng quan trọng nếu như chúng ta ô đi tất cả số vốn của chúng ta vào những cái dự án low cap thì nó cũng sẽ làm mang tính rủi ro uh, rất là lớn kể cả các bạn đang đầu tư vốn vừa vốn nhỏ hay là vốn ít thì cái chiến lược của mùa này vẫn sẽ luôn cần phải có những cái đồng coi như bitcoin hoặc eth trong cái portfolio đầu tư của các bạn đúng không Và nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình lâu thì các bạn đều biết là bản thân mình sẽ đầu tư tầm khoảng 60 đến 70 phần trăm cho hai đồng coi hàng đầu và tầm khoảng hơn 30 phần là mình dành cho an coi thì mình cảm thấy cái mức phân bổ đấy nó khá là hợp lý với số vốn mà mình đang đầu tư có thể cái lợi nhuận là không thể nào ít tầm 10 đến 20 lần được nhưng mà mình sẽ kiểm soát được cái rủi ro nó sẽ là tốt hơn. thì tính đến thời điểm hiện tại thì cái chiến lược đấy vẫn đang tương đối đúng với cái hướng đi hiện tại của thị trường. tất nhiên là chúng ta phải chờ đợi đến khi mà thị trường đi hết cái sóng tăng trưởng thì chúng ta mới biết được xem là chiến lược nào mới là chiến lược hợp lý. đôi khi là các bạn chỉ cần đầu tư một vài những cái dự án thôi nhưng cái dự án đó lại là lead trend của thị trường thì nó cũng sẽ đem lại cho các bạn một cái sự lợi nhuận rất lớn. tuy nhiên thì cái xác xuất để các bạn chọn được mình nhấn mạnh lại là nó cũng không hề đơn giản một chút nào. vì vậy thì chúng ta cũng cần phải có cái sự cân bằng trong cái portfolio đầu tư ủa chúng ta cân bằng giữa rủi ro cũng như là lợi nhuận đúng không ạ? Ok thì đó là cái nội dung trong ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Hy vọng nội dung video hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy hay hãy đừng quên like, share, comment để cho mình biết và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.